Giáng Thiên xin chào các em nha. Bây giờ ở chỗ quận 7 không còn bán nữa, vì cái chỗ đó bây giờ ta lấy đất ta xây dựng rồi. Giờ cuộc sống của Giáng Thiên bằng cái chiếc xe lưu động. Tình thương các em xin ủng hộ Giáng Thiên một cái ly bắp hoặc là một bánh tráng nướng và có 20k hả em, xin ủng hộ cho Giáng Thiên đi. Cái 20k bánh tráng nướng bắp nhân thịt đấy em. Mấy cái em? Một cái có 20k à? Dạ. 5 cái hả? Dạ. Cảm ơn các em nhiều nha. Rồi Giáng Thiên sẽ làm. Cảm ơn em rất quý ạ. Em xin mời, em xin mời cô bạn hãy đến đây ủng hộ cho em một ly bắp nướng và bánh tráng nướng, chỉ có 20.000 xứng là thơm ngon. Em xin mời cô ba xin hãy đến ở đây. Em nhớ ngày nào ở quân bè Trần Xuân Soạn, nơi đi qua cảng thì bánh chân trộn. Tình thương cô bạn em cần gì trong tim, ngàn lời không quên em cỡ mai trong lòng. Em xin mời cô bác hãy ủng hộ cho em. Em xin mời, em xin mời cô bạn hãy đến đây ủng hộ cho em một ly bắp nướng và bánh tráng nướng, chỉ có 20.000 xứng là thơm ngon. Em xin mời cô ba xin hãy đến ở đây. Em nhớ ngày nào ở quân bè Trần Xuân Soạn, nơi đi qua cảng thì bánh chân trộn. Tình thương cô bạn em cần gì trong tim, ngàn lời không quên em cỡ mai trong lòng. Em xin mời cô bác hãy ủng hộ cho em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ẩm thực Cha Rồng. Và ngày hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần đó các bạn. Ngày hôm nay mình rảnh rỗi không đi làm nên mình chạy qua Thủ Đức để ghé thăm chị Giáng Thiên và quay cho chị Giáng Thiên một cái clip để cho khán giả ở trên YouTube biết về chị Giáng Thiên. Là hiện tại là chị Giáng Thiên đang bán bắp nướng và bánh tráng nướng tại trước chùa U Đàm này các bạn. Trước chùa U Đàm nằm tại 259 Kha Bằng Căn, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Em chào chị Giáng Thiên. Giáng Thiên xin chào em. Dạ, Giáng Thiên xin chào cô bác chị quý khách thân mến. Cô bác chị ơi, xin đừng bỏ Giáng Thiên nha. Cá sống gì nước, Giáng Thiên sống gì tình thương cô bác để kiếm cơm cháo qua ngày nha. Hiện giờ Giáng Thiên đang đứng trước cổng chùa U Đàm, địa chỉ 259 quận Thủ Đức, đường Kha Quảng Cơn. 5 giờ chiều và Giáng Thiên bán ngay trước chùa, nhưng mà 7:30 giờ Giáng Thiên sẽ rời qua bên quán Phú Quốc ngay gần chợ cá sấu Hoa Cà cô bác. Tại ở đây thì mang tiếng có bác anh chị chạy đây đông thiệt, nhưng mà bán cũng chậm lắm. Nên cô bác thương Giáng Thiên, ủng hộ Giáng Thiên đừng bỏ Giáng Thiên nha. Mà hôm nay đặc biệt Giáng Thiên có món là bánh tráng nướng nữa cô bác. Một hôm là chỉ có bắp nướng thôi, mà hôm nay Giáng Thiên bán thêm bánh tráng nướng nữa. Bán được cũng được cần như là 3 tuần mấy rồi. Xin cô bác đừng có bỏ quên Giáng Thiên nha. Giáng Thiên giờ buồn lắm, là sao không? Giờ lớn tuổi mà không buôn bán, không có tiền xài. Mang tiếng học nghề, biết nghề mà bằng cấp bị trường nó lừa đảo mất hết rồi. Nên là Giáng Thiên không biết làm sao luôn. Thôi bây giờ cuộc sống mưu sinh của Giáng Thiên phải cố gắng để mà phục vụ cho cô bác anh chị ăn món ngon miệng. Lúc nãy chị nói bị lừa đảo là sao chị? Như là nó kêu cái đầu chị Giáng Thiên đóng 18 triệu. Chị nó nói đóng thêm hay như là 10 đóng 12 triệu chị? Nữa đóng để làm gì? Dạ đóng để làm gì chị? Nó nói là nó dạy tay nghề mình cao lên á. Tay nghề làm em. Gì chị hả? Tay nghề làm gì? Make up cô dâu làm tóc luôn. Rồi Giáng Thiên cũng học với anh, nó cũng biết nghề rồi, nhưng mà đến ngày thi á, rồi Giáng Thiên thi không được. Ngày đó Giáng Thiên đang bán ở trên quận 7 cùng đi ba các thi cô bán chị, nên nó kéo thời gian dài. Nhưng mà Giáng Thiên có nhắn tin là cho tôi biết lần nào tôi thi. Nó nói thôi chị đừng có thi mất thời gian tội nghiệp chị, thôi cho em cũng làm cho bằng cấp cho chị được luôn. Nói là chị vì hoàn cảnh đang buôn bán không có đi thi được. Nó nói cho đã, cuối cùng mà lên trường biến hết luôn cô bác. Tổ tức mà máu họng dâng lên luôn á. Nên đó đây là bài học cho Giáng Thiên, mà cũng bài học cho mấy em sau này nha, mấy em gái hoặc là những người thế giới như Giáng Thiên nha.
học nghề phải tìm hiểu trường kỹ nha, đừng như dán tin mà bị lừa đảo nha. Đó, ăn nói cho ngon ngọt dụ cho đã là mất hết số tiền chơi vậy á. Mà bao nhiêu một mình nhắn tin mà tất cả mấy trăm em bị mất hết luôn. Nhưng nhắn tin biết là sao luôn. Ờ, thôi kệ đi, cố gắng để buôn bán thôi, để cầu nguyện trên. Thứ nhất là cho nhắn tin nhiều sức khỏe nè. À, giọng hát ngọt ngào để phục vụ cho cô bác nhắn tin mà. Đó, buôn bán á, cô bác thấy không? Có giờ chỗ này qua giờ chỗ kia, dù trời đẹp không nói mà lỡ trời mưa thì nhắn tin biết là sao luôn á. Nên cầu ơn trên đừng để cho mưa rơi thì tội nghiệp nhắn tin lắm cô bác ơi. Từ ngày mẹ sinh em xa, cả nhà thương bao xăng. Đàn ông tính tình đàn bà, trai trắng ca trai, gái nào phải gái. Đồng tình hay luyến ai, mà sao nó tính con trai. Cuộc đời em bê đê, bấn hành lại phù phang. Đi mang số phận làm người, em ước mong sao. Em đây là con gái, cùng anh sanh bữa và yêu đến cho ban đầu. Chết rồi mưa ông ơi, đừng mưa ông ơi, chết con ướt bánh hết con á. Hiện tại là chồng chị nhắn tin đang làm bánh tráng nướng nè các bạn. Bánh tráng nướng như thế này là một phần là 20.000. Ở bên trong thì sẽ có trứng cút này, trứng cút đập vô để lát nữa sẽ bỏ lên vị nướng đó các bạn. À, bỏ vô một tí mỡ hành nữa. Nhưng thịt bằm nữa cô bác anh chị ơi. Phô mai đồ bò với xúc xích nữa. Vậy có 20k thôi cô bác anh chị ơi. Xin đừng quên nhắn tin nha, tới quán Phú Quốc ủng hộ nhắn tin nha cô bác anh chị, cần chả cá sống qua kè. Các bạn nào mà không tìm thấy địa chỉ thì có thể liên hệ số điện thoại của chị Giáng Tiên. 0933241925 nha cô bác anh chị. Số này là số làm ăn của Giáng Tiên mà cũng số Zalo luôn có bác anh chị ơi. Một cái bánh tráng nướng như vậy mình nướng khoảng bao lâu vậy? Chắc cũng có phút mấy không Ngọc? 2 phút. Một cái vậy là nướng khoảng 2 phút. Ở trong có rất nhiều con ruốc thấy ngon quá chừng nè các bạn. Đó. Chị Giáng Tiên đang cắt xúc xích cho vào. Cái đó là gì hả chị? Này hả? Mayonnaise. Cái đó để nướng xong mình mới xịt vô. Để lát cho bắp lên chút xíu cho nó hấp dẫn thì mình mới xịt lên. Trong bánh tráng nướng là có bắp nữa các bạn. Có. Anh ta sẽ ăn vậy. Cô bác. Trời chuẩn bị mưa luôn. Trời ơi đừng mưa nha, để con buôn bán con nghiệp con. Cái đó là tương tương cà. Tương cà. Mình cho chút xíu thôi, đừng có nhiều quá lắm tới độ mặn. Lúc nãy người ta mua mấy phần chị? Dạ mua 5 phần á cô bác ơi. Khách ủng hộ cho nhắn tiền, khách thương mến nhắn tiền lắm. Này là khách quen á cô bác anh chị. Vậy tính ra mình bán ở quán nhậu nó cũng đỡ hơn. Dạ đúng rồi. Cũng sự tình thương cô bác. Bánh tráng nướng hả? Qua cho nhường cho em gái đi trước ha. Để cho nghiệp mưa xuống. Rồi cảm ơn em rất nhiều rất quý nha. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều lắm, rất quý á. Trời ơi khổ không cô bác ơi. Chứ cha có bếp bếp than. Chị Tiên đang nướng bánh tráng cho khách thì bây giờ trời chuyển mưa rồi các bạn ơi. Mà cái này cái xe mặc dù có cái dù nhưng mà cái dù nó nhỏ quá. Trời mưa thì nước mưa cũng tạt vô cái mấy cái chỗ mình nướng này các bạn. Phải xích xích vô, mưa tạt rồi. Chết cha, có bắp mà để đâu bây giờ. Cái này chắc mình phải thiết kế sao mà cái dù nó bự bự tí được không chị? Mai phải thiết kế 4 góc. Chỉ có 4 góc rồi nó không có tạt vô thôi. Có chưa? Quạt lên không? Trời ơi, cô bác thấy không? Chờ mà mưa xuống là dán tiên chỉ có chỉ nhìn chờ bằng để cầu nguyện lê rồi. Trời ơi. Ê kia hư cái dù mình á. Chạy lên chút xíu. Cô bác ơi. Đó cô bác thấy dán tiền không? Bây giờ buôn bán á mưa gió vậy mới nói là sao giờ. Trời đẹp không nói bây giờ trời như vậy á. Trời ơi. Rầu rĩ gì đâu á.
Cô bác ơi, xin đến đây ủng hộ Gián Tiên nha. Trên đường bỏ Gián Tiên nha. Cá sống gì nước, Gián Tiên sống tình thương cô bác anh chị nha. em xin mời cô bác hãy đến đây ủng hộ cho em một ly bắp nướng và bánh tráng nướng, chỉ có 20.000 xứng là thơm ngon. Em xin mời cô ba xin hãy đến ở đây, em nhớ ngày nào ở quân bè Trần Xuân Soạn, nơi đi qua cảng thì bánh chân trộn. Tình thương cô bạn em cần gì trong tim, ngàn lời không quên em cớ mai trong lòng. Em xin mời cô bác hãy ủng hộ cho em. Gián Tiên xin mời cô bác ủng hộ Gián Tiên nha. Có cô bác thấy không, trời mưa gió vậy, tội nghiệp Gián Tiên quá. À, có bác nhớ nha, 5 giờ chiều Gián Tiên đang dưới trước cổng 259 quận Thủ Đức, đường Kha Bằng Cưng, phường Hiệp Bình Chánh. Còn 7 giờ 30 giờ Gián Tiên dời qua quán Phú Quốc gần chả cá sấu hoa cà nha cô bác. À, quán Phú Quốc cũng nổi tiếng, đồ ăn rất là ngon lắm cô bác ơi. Lát rồi Gián Tiên sẽ tới đó quay một cảnh cho cô bác thấy quán nha. Thì đây thì bánh tráng nướng thì có thịt bằm nè cô bác. Có xúc xích phô mai. À, trứng cốt. Để chế cái kia mở lên hết rồi. Đó. Nó dạng cặp cặm á cô bác. Đó. Bánh tráng nướng bao nhiêu một phần chị? Dạ, bánh tráng nướng với ly bắp nướng nhân thịt cũng có 20k cô bác ơi. Dạ. Mà bánh tráng nướng thì nó có đậm đà hơn tại nó nhiều thực cẩm, nhiều ngon hơn, như có vừa xúc xích phô mai, thịt bằm, trứng cốt và đầy đủ hết á. Dạ. Còn trong đây là cái gì vậy chị? Đây là bắp nướng của Gián Tiên. Đó. Đà, tại Gián Tiên phải gọt sẵn á cô bác. Gọt ở đây xả ra, nướng xả rác tùm lum ngay trước chùa Ta La. Công cảm cho Gián Tiên nha. Nghĩa là cái này là bắp Mỹ ở nhà chị nó nướng sẵn rồi. Đúng rồi. Chị gọt ra chị bỏ vô cái nồi này. Hấp cho nóng đem lên. Hấp cho nóng rồi khi nào ăn khách ăn cũng nóng cho người ta ăn ngon miệng đúng không chị? Đúng rồi, nói em ơi, đúng rồi. Bình thường ngày mình bán cỡ được bao nhiêu phần bắp với là phần bánh tráng chị? Không nói được cô bác ơi, cũng sự tình thương cô bác ủng hộ rồi vô bán hết Gián Tiên mừng lắm. Mình không có nói được có số bánh hay là có ly nó bao nhiêu, tại lo bán rồi mình không có tập trung có đếm số được. Nếu cô bác thương Gián Tiên tới ủng hộ Gián Tiên ngay trước chùa Đàm 5 giờ chiều nha cô bác. Còn 7 giờ 30 là Gián Tiên ra quán Phú Quốc rồi, ngay gần chả cá sấu hoa cà đó. Nghĩa là cũng tùy ngày đó, mỗi ngày có ngày bán nhiều, ngày bán ít đúng không chị? Nên mình cũng ước lượng được bao nhiêu phần. Mới lượng ra được. Dạ, cá sống gì nước, Gián Tiên sống gì tình thương cô bác nha anh chị nha. Kiếm cơm cháo qua ngày thôi cô bác ơi, đừng có bỏ Gián Tiên nha. Gián Tiên ước nguyện sẽ bán dành dụm tiền á, một phần là phụ tiền chợ cho cha mẹ nè, một phần á thì phải mua đồ bắp này, cái kia thịt này, cái kia để mà làm đồ ăn cho để bán cho khách nè. Còn một phần Gián Tiên bỏ heo á, để chi đến ngày đó Gián Tiên coi được đủ không, rồi Gián Tiên với chồng Gián Tiên mua đồ ăn á cô bác, để làm từ thiện như là mời những cô bác chú không có nhà cửa ngủ trên cầu á, thì Gián Tiên ước nguyện có cầu mẹ quan âm gì á, nếu mà mạnh thường quân tin tưởng thương Gián Tiên á, giúp đỡ Gián Tiên á thì càng tốt nữa, Gián Tiên sẽ trích chút tiền đó làm cho thật là nhanh. Ngày đó Gián Tiên nghỉ xin phép nghỉ một ngày, trang điểm thật đẹp để mà mua đồ ăn thật ngon như là bánh mì hoặc là bánh bao, một chai nước suối để cho những cô bác không có nhà cửa trên cầu á, cô bác anh chị đó là ước nguyện của Gián Tiên lắm. Địa chỉ Gián Tiên bán là 259 nha. Còn điện thoại Zalo của Gián Tiên là 0933241925. Cô bác ơi nhớ nha, 0933241925. Cô bác tin tưởng Gián Tiên á thì kết bạn Gián Tiên, ủng hộ Gián Tiên một số tiền để Gián Tiên làm từ thiện nha. Đó là ước vọng của Gián Tiên. Cảm ơn cô bác rất nhiều lắm. Dạ. Rồi.